Dạ vâng ạ, xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì cũng đã rất lâu rồi mình không quay trở lại với chuyên mục Market Update để xem là thị trường đợt này có thông tin gì hay không. Bởi vì là cái chuyên mục này thì mình không dự định là mình làm nó hàng tuần hay hàng tháng, mà mình sẽ chỉ update khi nào mà mình thấy là thị trường nó có số cái bước ngoặt về mặt thông tin và mình thấy là gì nó có một cái gì đó hay ho cần cảnh báo với mọi người thì mình sẽ làm một cái video update về thị trường. Và hôm nay thì lại tiếp tục là một video update thị trường của Olin Chat. Thì trong cái video lần này thì mình sẽ cập nhật một số cái thông tin về cái thị trường quốc tế nhiều hơn. Bởi vì hiện tại thì có lẽ là các cái biến số của thị trường Việt Nam nó không quá là nổi bật vì, bởi vì chúng ta đã qua cái chu kỳ báo cáo tài chính của quý 3, chúng ta thấy là kết quả kinh doanh cũng không quá tốt. Đặc biệt là cái sự suy thoái nó đã bắt đầu xuất hiện, sự suy giảm bắt đầu xuất hiện ở một số nhóm ngành rất là nổi bật và mang tính chu kỳ như là nhóm bán lẻ đúng không ạ, nhóm ngân hàng, nhóm bất động sản và bắt đầu một số nhóm liên quan đến sản xuất. Và như vậy chúng ta thấy là có vẻ là chúng ta đã bắt đầu có dấu hiệu đầu tiên của cái sự suy giảm về về tăng trưởng kinh tế. Thì trong cái video này thì mình sẽ update một số cái thông tin mình nghĩ là quan trọng trong giai đoạn hiện tại và nó có thể tác động đến xu hướng của một số các tài sản. Thì trong những cái số này thì mình sẽ không nhận định nhiều về thị trường chứng khoán, vì là thứ nhất là nó cũng không có quá nhiều cái câu chuyện nổi bật, và thứ hai là mình cũng muốn dành nó để dành cho các cái đối tượng, các bạn học viên hay là các cái nhóm khách hàng mà họ ở trong những cái nhóm tư vấn khác của Richard. Còn trong cái video mà public cho cộng đồng thì mình sẽ đưa ra những cái thông tin nó mang tính rộng hơn và đưa ra những cái dự đoán về những cái thị trường quốc tế, và nó có thể là trong thời gian gần đây thì có thể là cái thị trường Việt Nam nó sẽ biến động rất nhiều, phụ thuộc vào biến động của thị trường quốc tế. Thì trong giai đoạn gần đây thì chúng ta xuất hiện những cái thông tin đó khá là quan trọng, và đặc biệt là trong cái tuần trước nữa, không phải tuần này mà tuần trước nữa, thì chúng ta có một cái số liệu rất quan trọng là số liệu về non-farm payroll. Dữ liệu ở tuần trước nữa thì chúng ta thấy là gì, những cái số liệu về việc làm của Mỹ hiện tại nó đang đi theo một cái chiều hướng rất rõ ràng, đó là nó cho thấy cái sự suy giảm của thị trường việc làm. Như chúng ta thấy là gì, ví dụ như là thu nhập tiền lương đúng không ạ, theo giờ thì cũng sụt giảm từ mức 0.3 xuống 0.2%. Đặc biệt là chỉ số non-farm payroll kỳ trước thì vẫn là 297.000, dự đoán kỳ này là 180, tuy nhiên thực tế thì chỉ có 150.000, nghĩa là gì, nó thấp hơn rất nhiều so với dự đoán và thấp hơn rất nhiều so với cả cái non-farm payroll của kỳ trước. Nó cho thấy cái sự suy giảm rõ ràng của cái việc làm ở khối phi nông nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp thì bắt đầu tăng thêm 1% nữa đúng không ạ, và bắt đầu tiệm cận đến những cái mức cảnh báo của Fed là 4 và trên 4%. Và chúng ta đã thấy là chỉ số thất nghiệp thì nó đã tiệm cận cái mức mức rủi ro rồi đúng không ạ, gần với mức 4 hoặc là 4.2%. Tiếp theo chúng ta thấy là nó có một cái sự sụt giảm dưới mức kỳ vọng của các cái chỉ số về 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 PMI của cả sản xuất và của dịch vụ. Nó cho thấy là có vẻ như là nền kinh tế Mỹ nó đã bắt đầu cho thấy những cái dấu hiệu đầu tiên mà bị tác động bởi quá trình tăng lãi suất. Thời gian gần đây thì mọi người thường thị trường thường phản ứng khá tích cực khi mà chúng ta thấy là Fed đã phát đi tín hiệu đó là đã dừng tăng lãi suất cái lần thứ hai liên tiếp đúng không ạ, khi mà trong cái lần tăng lãi suất gần đây nhất, quyết định lãi suất gần đây nhất đúng không ạ, vào ngày thứ tư ngày mùng 1 tháng 11 của cái tuần trước đó, thì chúng ta thấy là Fed đã có lần thứ hai là giữ nguyên mức lãi suất đó là 5.5%, và thị trường đâu đó thì đã phản ứng khá tích cực, đặc biệt là thị trường chứng khoán đúng không ạ, khi chúng ta thấy là sau cái thông tin đó thì chúng ta thấy là chỉ số chứng khoán ví dụ như Dow Jones của Mỹ hay là S&P 500 thì nó có một cái nhịp phục hồi rất là mạnh khi mà thị trường kỳ vọng rằng là ok là cái quá trình tăng lãi suất của Fed đâu đó có lẽ đã dừng lại ở đây. Tuy nhiên thì trong cái video lần này thì mình muốn nói về một cái quan điểm nó hơi ngược lại một chút, đó là nếu như cái số liệu non-farm payroll hiện tại nó vẫn tiếp tục tốt như những cái quý trước và thị trường việc làm của Mỹ vẫn tiếp tục tốt như những cái tháng trước, thì mình nhiều khả năng thì mình sẽ lại nghĩ rằng là cái thông tin này là tích cực. Bởi vì như vậy nó cho thấy là gì? Ok, đứng ở góc độ của Fed thì họ sẽ thấy là gì, cái việc tăng lãi suất của họ về cơ bản là sau một thời gian dài như vậy nó không hề tác động được đến thị trường việc làm, mà rõ ràng là cái mục tiêu của Fed nó vẫn là gì, nó vẫn là giảm lạm phát đúng không ạ, và để giảm lạm phát thì chắc chắn là gì, phải tác động vào thị trường việc làm. Và nếu như cái quá trình tăng lãi suất của Fed nó không cho thấy cái hiệu quả tác động lên cái thị trường việc làm thì nhiều khả năng Fed có thể sẽ xem xét cái việc dừng tăng lãi suất. Tuy nhiên với cái số liệu non-farm payroll vừa rồi thì cho thấy một vấn đề, đó là có thể đứng ở góc độ của Fed thì họ sẽ thấy là cái quyết định hạ lãi suất của họ nó đã bắt đầu tác động đến thị trường việc làm, và như vậy thì nó cho thấy là họ đã bắt đầu đi đúng hướng, và như vậy thì nhiều khả năng là gì, Fed sẽ tiếp tục cái chiến lược đó cho đến khi mà họ thực sự
đẩy được lạm phát về mức mục tiêu là dưới mức 2%. Vì chúng ta thấy là gì? Mặc dù là lạm phát của Fed, lạm phát của Mỹ đã sụt giảm, tuy nhiên thì nó vẫn còn cách rất xa cái mức mục tiêu, đúng không ạ? Khi mà lạm phát lõi thì bây giờ vẫn là trên trên 4%, hay là thậm chí là chỉ số lạm phát tiêu chuẩn thì còn tăng lại trong thời gian gần đây. Nó cho thấy một vấn đề, đấy là về cơ bản là Fed vẫn sẽ phải đi theo cái mục tiêu quan trọng nhất của họ là kiềm chế lạm phát. Và một khi họ nhìn thấy là thị trường việc làm thực sự đã phản ánh cái tác động của cái việc tăng lãi suất thì họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Và cái tư duy trong lần này của mình thì nó sẽ hơi ngược một chút để cho các bạn một cái góc nhìn mới. Đó là với cái quan điểm cá nhân của mình thì mình nghĩ là với cái số liệu non-farm payroll như thế này thì nó không hề hề tốt cho thị trường chứng khoán, hay là nó cũng không hề tốt cho những người mà kỳ vọng rằng là đồng đô la Mỹ có thể hạ nhiệt, và như vậy thì cái câu chuyện tỷ giá nó sẽ bớt đè nặng lên các cái thị trường khác, ví dụ thị trường Việt Nam. Chúng ta vẫn đang rất là chờ USD giảm, đúng không ạ? DXY giảm để tỷ giá đô đồng của chúng ta nó hạ nhiệt một chút. Và như vậy thì nó sẽ làm giảm bớt đi cái dòng rút vốn của khối ngoại và giúp thị trường chúng ta phục hồi trở lại, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều đang đổ dồn vào cái góc nhìn về đồng đô. Tuy nhiên với cái quan điểm của mình thì với thị trường hiện tại và với số liệu non-farm payroll hiện tại thì mình thiên về kịch bản nhiều hơn là Fed sẽ tiếp tục có những đợt tăng lãi suất của năm sau, hay ít nhất là Fed sẽ delay cái quá trình giảm lãi suất ít nhất là xa hơn so với những cái mà họ kỳ vọng trước đó. Và như vậy thì cá nhân mình thì mình vẫn kỳ vọng rằng là cái xu hướng tăng của đồng đô có thể nó chưa kết thúc ở đây, và ở một cái kỳ vọng ngắn thì mình nghĩ là nó sẽ vẫn có một cái nhịp tăng ít nhất là vượt qua cái vùng đỉnh 107 này, có thể tiến đến vùng 108 hoặc 109 gì đó ở phía trên này. Và mình chưa nghĩ rằng là đây là một cái nhịp tạo đỉnh của đồng đô. Thì trong video này thì mình chia sẻ một chút cái quan điểm như vậy để mọi người hình dung. Và cái thứ hai là có một cái dấu hiệu nữa mà chúng ta thấy là nó thể hiện rất rõ cái câu chuyện là có thể cái dấu hiệu đầu tiên của suy thoái nó đã đến. Ngoài cái việc đó là cái chỉ số việc làm của Mỹ giảm, hay là kết quả kinh doanh quý 3 vừa rồi của các doanh nghiệp giảm, thì chúng ta còn thấy một cái biến số nữa mà nó là một cái chỉ báo rất tốt cho cái việc là nền kinh tế nó đang trong giai đoạn nào, đó là giá dầu, đúng không ạ? Bởi vì giá dầu thì nó luôn luôn là một cái chỉ báo rất quan trọng để đo lường cái năng lực sản xuất và năng lực tiêu thụ của nền kinh tế. Và chúng ta thấy là gần đây thì giá dầu nó đang có một cái xu hướng giảm khá là rõ, đúng không ạ? Khi mà nó đã đi vào cái pha giảm thứ hai và nó phá xuống khá khá mạnh khi mà nó đục thủng ngưỡng ngưỡng 80, những cái ngưỡng tâm lý thì nó phá xuống khá là mạnh. Và cái đà bán như vậy thì rõ ràng là gì? Nó không không hề bình thường một chút nào, đúng không ạ? Nếu một cái sản phẩm như dầu thì những cái đà giảm mạnh như vậy hoàn toàn là không bình thường một chút nào. Thì nó có thể là một cái chỉ báo để chúng ta có thể căn cứ vào, và chúng ta thấy là ok, đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho một cái sự chững lại của nền kinh tế chung. Và như vậy thì có lẽ cái điều lo ngại của thị trường trong thời gian tới nó sẽ không còn là câu chuyện của lạm phát, mà nó là câu chuyện của suy thoái, và cái câu chuyện là Fed có còn tiếp tục giữ lãi suất cao hay còn tiếp tục tăng lãi suất nữa không. Thì với những cái số liệu hiện tại thì cái quan điểm của mình thì vẫn là có thể sẽ còn một cái nhịp tăng nữa của đồng đô. Do đó thì khi mà đồng đô lên thì mọi người nên lưu ý là khi khi đồng đô tăng thì hầu hết những cái tài sản khác mình giao dịch dù muốn dù không thì nó cũng sẽ giảm, kể cả vàng, kể cả chứng khoán, kể cả euro, vân vân. Thì khi mình giao dịch thì trong cái giai đoạn và trong cái môi trường mà đồng đô tăng thì mọi người cần lưu ý là đa số các tài sản thì nó sẽ đi theo hướng giảm, và mọi người cần cái lưu ý cái đó cho thời gian tới. Và một cái lưu ý nữa là cái lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm thì nó đã bắt đầu nhích tăng trở lại vào 2 phiên cuối tuần trước, và như vậy thì nó cũng củng cố cho quan điểm là khả năng cao là cái trend tăng của nó vẫn còn, trend tăng lợi suất vẫn còn, và như vậy thì cái trend tăng của đồng đô nhiều khả năng cũng sẽ vẫn còn. Thì đấy là cái quan điểm của mình trong trong cái tuần tới, và cũng là một cái cảnh báo, bởi vì là nếu mọi người xem cái video trước của Richard thì mọi người thấy là mình đã từng cảnh báo một lần về cái nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam từ cái vùng 1.250, và đến đây thì mình vẫn chưa cập nhật tiếp cái video đó bởi vì mình nghĩ là cái xu hướng giảm nó sẽ vẫn còn. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy là nó sẽ có một bước ngoặt mới của đồng đô, và mình nghĩ là nên làm một cái video cảnh báo cho mọi người để mọi người có một cái góc nhìn. Tất nhiên thì nó không phải là một cái khuyến nghị giao dịch, khuyến nghị đầu tư, bởi vì mình cũng không nhận tư vấn cho các bạn, mình cũng không khuyến nghị đầu tư và mình không nhận được cái gì từ các bạn. Chỉ đơn giản là mình update những cái gì mà mình thấy, và mình nghĩ là nên cảnh báo cho mọi người khi mà mọi người đang nắm giữ các cái vị thế tài sản, đúng không ạ? Ok, thì video tuần này thì xin phép kết thúc ở đây, và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video nhận định thị trường tiếp theo của Richard. Rất xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn.